giữ 5 người gốc Tunisia trong chiến dịch chống khủng bố. Lực lượng cảnh sát Ý Quốc vào ngày thứ Năm ngày 29 tháng 3 đã bắt giữ 5 người gốc Tunisia bị tình nghi có chủ trương ủng hộ cho nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS. Nhóm này ngoài ra còn bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công theo đường lối thánh chiến cực đoan tại thủ đô Rome. Đây là một phần của chiến dịch bố ráp nhắm mục tiêu vào các phần tử khủng bố, trong bối cảnh Ý Quốc đang muốn trục xuất những người tị nạn chiến tranh đến từ Trung Đông. Cả 5 nghi phạm gốc Tunisia nêu trên đều bị cáo buộc có liên hệ mật thiết với Anis Amri, kẻ tấn công khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin của Đức Quốc, khiến cho 12 người bị thiệt mạng vào tháng 12 năm 2016. Người này đã bị cảnh sát Ý bắn chết tại Milan. Ngoài tội danh hỗ trợ cho nhóm khủng bố, các đương sự còn bị tình nghi dụ dỗ những người gia nhập cư bất hợp pháp tại Ý, gia nhập vào hàng ngũ thánh chiến cực đoan. Chiến dịch bố ráp đang được giới chức trách tiến hành tại các thành phố lớn của Ý Quốc như Rome, Naples, Latina, Viterbo, Caserta và Matera. Kể từ đầu năm cho đến nay đã có 29 người ngoại quốc, hầu hết đều theo đạo Hồi giáo, đã bị chính phủ Ý trục xuất vì là mối đe dọa đối với nền an ninh quốc gia.